Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đó là 5 giờ rưỡi chiều tại Cali ngày thứ tư và ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi và các bạn đã thấy được là giá Bitcoin hôm nay thì cũng không có gì gọi là thay đổi nhiều. Chúng ta nhìn thấy giá bây giờ là khoảng gần như là 65.000 đô và cái mức giá này đó so với ngày hôm qua thì cũng cỡ đó thôi các bạn. Chúng ta nhìn thấy là không thay đổi nhiều trong vòng 24 giờ qua. Dựa theo con gecko đó thì không có tăng không có giảm nhưng mà vốn hóa đó thì tiếp tục tăng nhẹ một chút các bạn, tăng 0.6 có nghĩa là chúng ta thấy có một số altcoin đã tiếp tục tăng trưởng ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy được là tiếp tục có một cái sự hồi phục trên những altcoin thì cũng rất là tốt các bạn. Chúng ta nhìn thấy là cả tuần qua thì altcoin vẫn đang đỏ. Ít ra hai ngày qua đã cũng đã đỡ hơn một chút rồi. Và tôi nghĩ một phần lớn đó chính là cái tin tức tốt liên quan tới là SEC đã không còn tiếp tục điều tra Ethereum nữa Và các bạn cũng đã biết là nếu như mà SEC kiện Ethereum và Ethereum trở thành chứng khoán đó Thì sẽ rất là xấu cho rất nhiều những altcoin Ít ra bây giờ chúng ta nhìn thấy là SEC cũng đã chấm dứt cái điều kiện đó rồi Và đương nhiên họ chấm dứt tại vì họ cũng đã cho thông qua Ether Spot ETF Không có lý do gì mà họ cho thông qua Ether Spot ETF mà lại tiếp tục điều tra Ethereum Cái này là những cái điều mà chúng ta cũng đã nói tới nhiều trước đây rồi Nhưng mà ngày hôm nay đây các bạn thấy chúng ta thực sự không có nhiều những cái tin tức Và cũng không có những cái dữ liệu liên quan đến Bitcoin Spot ETF Lý do đó là tại vì hôm nay đó là ngày lễ ở Hoa Kỳ các bạn Thị trường chứng khoán cũng không mở cửa Và ngày mai mới mở cửa trở lại cho nên chúng ta không không có nhiều tin tức ngày hôm nay. Nhưng mà ít ra đó thì cũng như nhiều bạn nói chúng ta sẽ không có lực bán đến từ Bitcoin Spot ETF ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta cũng có khá nhiều những cái tin tức nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn và đặc biệt đó có một cái bài nghiên cứu liên quan đến những người giàu ở Hoa Kỳ thì họ phân bổ đầu tư như thế nào và nó có liên quan đến crypto các bạn. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa. Nó cũng là một cái tin tức cho các bạn có một cái tầm nhìn dài hạn. Nhưng mà hồi sáng này đó thì cái tin tức khiến cho nhiều người xôn xao nhất trong cộng đồng crypto là tin tức liên quan đến chính phủ của Đức các bạn. Thì đây là một cái tin tức mà tôi nghĩ là các bạn cũng nên nắm bắt được thông tin nhưng mà nó cũng không có phải là cái lý do tại sao chúng ta thấy giá bị đè xuống trong thời gian gần đây đâu chúng ta có thể nhìn thấy là trên màn hình đó, đây là cái thống kê đến từ Arkham Intel thì họ là một trong những cái công ty mà họ theo dõi tài liệu on chain và họ cũng lưu trữ những cái dữ liệu liên quan đến là những quốc gia đang lưu trữ bao nhiêu Bitcoin các bạn chúng ta có thể biết là hiện bây giờ Hoa Kỳ là quốc gia lưu trữ nhiều Bitcoin nhất và chúng ta nói tới kế tiếp là chính phủ Trung Quốc rồi chúng ta có những chính phủ khác và trong đó chúng ta có chính phủ của Đức các bạn và chi tiết hơn nữa thì các bạn có biết là chính phủ của Đức đang nắm giữ tổng cộng là 50.000 Bitcoin nghĩa là hơn 3 tỷ đô la các bạn số lượng này đã được tịch thu từ một trang web có tên là movie2k.chu đây là một cái trang web mà các bạn có thể lên để mà xem cái phim lậu trước đây Hôm nay đó thì chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng là trong cái số lượng này các bạn nhìn thấy được là chúng ta đã có à, cái số lượng là 6.500 BTC đã rời khỏi địa chỉ ví này. Và chúng ta thấy được là con số 6.500 Bitcoin rời khỏi địa chỉ ví của chính phủ Đức là một con số không hề nhỏ 425 triệu đô la và đã được chuyển đến một địa chỉ ví mới mà không xác định là của ai. Các bạn lưu ý đó khi mà thường chia sẻ những thông tin này thì chúng ta quan tâm là chúng ta có biết di chuyển tiền là đi đến đâu hay là không tại vì khi các bạn di chuyển bitcoin đó thì các bạn có thể di chuyển từ ví này vào ví kia nhưng mà cả hai đều là của các bạn hết vì một lý do nào đó có thể là các bạn muốn an toàn hơn hay là chia nhỏ ra để lưu trữ cho nên điều quan trọng là không phải di chuyển mà di chuyển đến đâu thì các bạn thấy được là ngoại trừ 6.500 Bitcoin này thì có thêm 2.500 Bitcoin nữa, đáng giá là khoảng 154 triệu đô la đã được chuyển đến một địa chỉ ví khác thuộc sở hữu của chính phủ Đức. Cái này không quan trọng các bạn. Tại vì họ di chuyển từ một ví này qua một ví kia nhưng mà cũng là của họ. Cái mà mọi người quan tâm nhiều hơn đó chính là 6.500 BTC này di chuyển đó thì tới đâu rồi các bạn. Thì sau khi mà họ di chuyển 6.500 BTC này thì các bạn thấy được là trong số đó đó 2.500 BTC của 6.500 Bitcoin đã được di chuyển đến một địa chỉ bí khác nữa Rồi 2.000 Bitcoin trong số 2.500 Bitcoin đó Sau đó tiếp tục được chuyển thông qua 4 giao dịch Mỗi giao dịch là 500 BTC như là các bạn nhìn thấy trên màn hình 2.500 rồi di chuyển tiếp tục các bạn Rồi sau đó chúng ta có tổng cộng là bốn đợt di chuyển, mỗi lần là 500 BTC. Và trong bốn đợt di chuyển này đó có hai đợt di chuyển là đến hai sàn giao dịch các bạn. Thứ nhất đó chính là 500 bịt khôi lên trên sàn Bitstamp. kế đó là chúng ta thấy được là 500 bịch khôi lên trên sàn Kraken. Còn cái số lượng 1000 bịch khôi còn lại đó được di chuyển tới một địa chỉ ví khác mà chúng ta không có rõ trên tính là ai. Cho nên cái mà mọi người quan tâm đó là cuối cùng các bạn thấy được là tuy là có 6500 bịch khôi di chuyển nhưng mà đến cuối cùng đó, trong cái số 6500 bịch khôi này chỉ có 1000 bịch khôi là di chuyển lên những sàn giao dịch mà thôi. Và các bạn cũng đã thấy là tính theo giá hiện tại thì 1.000 Bitcoin này, 500 stem và 500 Kraken thì nó đâu đó đáng giá là khoảng hơn 64 triệu đô la. 64 triệu đô la là một con số mà không có nhỏ nhưng mà nếu chúng ta nói tới ảnh hưởng đến giá trên thị trường Bitcoin đó thì không đâu các bạn. Cho nên hiện bây giờ đó, cái mà chúng ta biết là cái số lượng thật sự được chuyển lên sàn là đâu đó khoảng chừng là 64-65 triệu mà thôi. Nó không phải là một con số gì gọi là đáng lo ngại hiện tại. Chúng ta đương nhiên vẫn chưa biết cái số còn lại chuyển đi đâu nhưng mà khả năng đó họ chia nhỏ ra để mà lưu trữ vì một lý do nào đó. Tại vì Arkham Intel đó họ đã thác rất là nhiều những cái địa chỉ ví liên quan đến sàn giao dịch. Nếu như mà những cái địa chỉ ví này thuộc về những sàn giao dịch lớn đó thì chúng ta cũng đã biết rồi các bạn. Hiện bây giờ thì uh, chúng ta vẫn thấy chỉ là địa chỉ ví mà thôi thì khả năng là là một địa chỉ ví khác của chính phủ Đức. Thì cái lý do tại sao họ di chuyển thì chỉ có họ biết mà thôi. Nhưng mà còn về con số lên sàn thì không có nhiều. Và đương nhiên cái này không phải là lý do tại sao mà chúng ta thấy giá giảm trong thời gian gần đây đâu. Tại vì tất cả những cái này nó chỉ xảy ra ngày hôm nay mà thôi các bạn. Chứ không phải là xảy ra mấy ngày qua rồi cho nên cái này là một cái tin tức nó mới hơn. Và như tôi đã chia sẻ ở đầu video mới đây, cái này là một cái thông tin mà các bạn cũng nên nắm bắt nhưng mà cũng không cần phải quan tâm nhiều hiện bây giờ. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một tin tức lớn vĩ mô đi. Thì chúng ta thấy được là trên màn hình đây là cái thông tin liên quan tới lạm phát ở nước Anh thì đã có tiến triển tốt rồi các bạn. Lạm phát ở Anh đã giảm xuống tới mức mục tiêu của ngân hàng trung ương nước Anh vào tháng 5 mới đây là 2.0%. Core inflation thì ở nước Anh là họ sẽ tính là lạm phát không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá. Cái này nó khác với lại Hoa Kỳ các bạn. Hoa Kỳ thì core CPI họ chỉ không có tính năng lượng, thực phẩm thôi. Nhưng mà ở nước Anh họ tính thêm rượu và thuốc lá. Thì ở mức là 3.5% đã giảm từ 3.9 từ tháng 4 thì cả hai chỉ số này đều cho thấy là có tiến triển rất tốt về lạm phát các bạn. Và ngân hàng trung ương của nước Anh thì họ sẽ họp vào ngày thứ năm tuần này để đưa ra quyết định mới nhất về lãi suất và cung cấp các quan điểm về lộ trình tương lai của lạm phát thì khả năng như thế nào các bạn khả năng có giảm lãi suất hay là không thì ngay bây giờ khả năng đó họ vẫn sẽ tiếp tục giữ lãi suất ổn định ở cái mức là 5.25% thì nó gần bằng như lãi suất của Hoa Kỳ các bạn Hoa Kỳ hiện bây giờ đó là đâu đó dao động từ 5.25 tới 5.5% hiện tại thì lãi suất nước Anh thì cũng đã tăng rất là nhiều rồi, tương tự như là Hoa Kỳ, nhưng mà khi nào thì họ mới giảm thì các bạn thấy được là khả năng họ sẽ tiếp tục giữ cho đến tháng 8 của năm nay dựa theo cái cuộc khảo sát của tổng cộng là 63 nhà kinh tế gia được khảo sát bởi Reuters nhưng mà thị trường đó thì dự đoán sẽ có đợt các giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 9 thì cái này nó cũng sẽ tương đương với lại cái thời điểm mà chúng ta có kỳ vọng Fed các giảm lãi suất của Hoa Kỳ các bạn tại vì ngay bây giờ đó cho dù là Fed nói gì đi nữa thì các bạn thấy là thị trường đương nhiên là vào tháng 7 này đã cuộc họp là 31 tháng 7 cuối tháng 7 thì khả năng là sẽ giữ nguyên lãi suất chỉ có 10% nghĩ là chúng ta có khả năng có một đợt giảm lãi suất đầu tiên mà thôi nhưng mà khi các bạn nhìn qua tới tháng 9 á, thì các bạn đã thấy được là có tới 59.5% nghĩ là chúng ta sẽ có đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed. Thì cái này nó sẽ tương tự như là ở nước Anh các bạn. Nói chung á, thì ngay bây giờ chúng ta cũng đã biết là châu Âu đã giảm lãi suất rồi. Canada cũng đã giảm lãi suất lần đầu tiên mới đây rồi. Nước Anh á, thì cũng chuẩn bị giảm lãi suất và ước tính đâu đó là từ tháng 8 đến tháng 9. Và chúng ta cũng đã biết là những nền kinh tế khác như là ở Trung Quốc á, thì trên căn bản họ cũng không có tăng lãi suất trong thời gian qua. Tại vì sau khi mà dịch bệnh á, thì nền kinh tới rất là tệ, cho nên họ cần phải giảm lãi suất để mà bơm tiền vào trong thị trường cho nên chúng ta đã thấy được là trên căn bản cái thời điểm mà tăng lãi suất đã qua rồi các bạn chúng ta cũng đã thấy những cái bước đầu tiên. Đương nhiên cái ngân hàng trung ương lớn nhất mà nhiều quan tâm đó chính là Fed. Thì khi nào Fed mới giảm lãi suất thì thường nghĩ là họ sẽ không có chờ lâu được đâu các bạn. Chúng ta cũng đang thấy là đã có thứ nhất những cái tiến triển tốt liên quan đến những chỉ số mà họ quan tâm như là CPI và những tiến triển xấu liên quan đến những cái chỉ số liên quan đến nền kinh tế. Thêm vào đó đó thì các bạn đã thấy là nhiều nền kinh tế lớn khác đã bắt đầu các giảm lãi suất. Và nếu như mà Fed cứ tiếp tục giữ lãi cao vì một lý do nào đó thì các bạn có thể thấy là đồng đô la sẽ ngày càng mạnh lên và đồng đô la mạnh đó không hẳn là tốt đâu các bạn tốt đối với những người nào mà họ nhập đồ vào trong Hoa Kỳ hay là những người nào mà họ đi du lịch thì đương nhiên họ muốn đồng đô la mạnh nhưng mà những công ty mà họ xuất khẩu đó thì hoàn toàn không tốt thì các bạn cũng đã từng nghe thần chia sẻ rồi nếu nói tới xuất khẩu đó thì các bạn nghĩ đầu Hoa Kỳ xuất khẩu cái gì thật cao Hoa Kỳ xuất khẩu rất là nhiều thứ các bạn chúng ta có nghĩ đến là Windows, Microsoft, Apple tất cả những cái đó khi mà các bạn sử dụng điện thoại iPhone khi mà các bạn sử dụng phần mềm của Adobe tất cả những cái thu nhập đó phải được đổi ra thành đô la khi mà họ đem trở về Hoa Kỳ. Nếu như mà giả sử như các bạn ở một quốc gia nào đó ở Châu Âu đi, thì khi mà chúng ta thấy đồng đô la mạnh, thì các bạn có thể thấy được là khi mà họ có thu nhập ở Châu Âu rồi đổi ra đồng đô la thì sẽ đổi được ít đồng đô la hơn. Cho nên lạm phát cao đó không hẳn là tốt đâu các bạn. Và chúng ta cũng đã biết ngoài trừ những cái lý do đó, chúng ta còn có những cái áp lực liên quan đến chính trị chúng ta ngày lại càng tiến gần đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 này. Chúng ta cũng có áp lực đến từ Bộ Tài chính các bạn, tại vì lãi suất Hoa Kỳ bây giờ đã phải trả rất là cao. Và còn nhiều yếu tố khác chúng ta đã nói tới thường xuyên rồi. Những ngân hàng thì họ cũng đang la ông sùm, tại vì lãi suất cao như vậy đã hầu như khiến cho tình hình bất động sản ở Hoa Kỳ nó lâm vào một tình trạng cực kỳ khó hiểu các bạn chúng ta thấy lãi suất cao nhưng mà giá nhà vẫn cao tại vì những người mà họ đang có nhà bây giờ họ không muốn bán nếu mà họ bán nhà để dọn đi nơi khác đó thì họ lại phải mượn với lãi suất cao hơn trong khi mà họ đang mượn với lãi suất rất là thấp hiện bây giờ cho nên dẫn đến là không có nhà để bán mà người mua nhà đó thì họ cũng không thể vay mượn được thì lãi suất quá cao dẫn đến là ngân hàng cũng không cho vay được thì các bạn thấy được là nó dính chùm với nhau và những ngân hàng đó thì cũng đang khang vãn là họ không có đủ thu nhập tại vì bây giờ người ta không có đi vay mượn mua nhà mua xe lãi suất quá cao thì sớm muộn gì chúng ta hy vọng là sẽ có đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của năm nay các bạn chứ không cần phải đợi tới cuối năm chúng ta sẽ biết sớm mà thôi rồi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những thông tin khác liên quan đến crypto đi thì các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta có những cái nhận định giống như ngày hôm nay đó đến từ Alan Bernstein thì đây là một cái công ty mà họ quản lý rất là nhiều tiền các bạn, họ quản lý khoảng chừng là 779 tỷ đô la và đây là một công ty mà họ cực kỳ bullish về tương lai của crypto. Họ là một cái nhà đầu tư truyền thống, không phải là một công ty trong thị trường crypto này. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ họ đưa ra những cái nhận định như là họ nghĩ Bitcoin sẽ đạt tới cái mức là 100.000 đô, 150.000 đô từ đây đến cuối năm. Và họ đưa ra những nhận định đó tại vì họ nghĩ là khi mà nhìn vào... Khi mà nhìn vào những cái công bố liên quan tới quý 1 mới đây các bạn cũng nên nhớ thường chia sẻ là khi mà chúng ta kết thúc một quý đó thì những quỹ đầu tư ở Hoa Kỳ mà quản lý hơn 100 triệu đô la thì họ phải công bố là họ đang lưu trữ những cái tài sản nào. Và các bạn nhìn thấy được là có rất nhiều những cái quỹ đầu tư họ cũng đầu tư vào Bitcoin nhưng mà so với tổng cái số tiền mà đi vào Bitcoin Spot ETF trong quý 1 đó thì những cái quỹ đầu tư đó chỉ chiếm có 22% mà thôi. Nghĩa là phần lớn là cái số tiền đến từ những nhà đầu tư bình thường chứ không phải những tổ chức. Có nghĩa là chúng ta còn rất nhiều những tổ chức đầu tư đó họ vẫn chưa có đụng đến Bitcoin Smart ETF. Và dựa vào nhận định đến từ Alan Bernstein và chúng ta cũng đã thấy nhận định đến từ BlackRock đó thì họ đang làm việc với rất nhiều những cái công ty. Tại vì thường đó khi mà có một cái sản phẩm mới ở trên thị trường thì những cái công ty tư vấn đầu tư họ cần phải tìm hiểu thẩm định cái tài sản đó và trong trường hợp này đó chính là Bitcoin Spot ETF và cái thời gian đó, đó là có thể kéo dài từ 3 tháng 6 tháng 9 tháng tùy theo loại công ty và tới thời điểm bây giờ các bạn thấy là từ khi mà có Bitcoin Spot ETF là tháng 1 tới bây giờ đó đã là tháng 6 thì đâu đó là 5 tháng rồi thì cái khả năng chúng ta sắp sửa có những kết quả thẩm định thì công ty này đã sẽ sớm có mà thôi và khi mà họ đã tìm hiểu xong rồi thì cái dòng tiền đó đến thị trường này sẽ là cái dòng tiền thứ nhì các bạn. Chúng ta sẽ chứng kiến giai đoạn 2 sẽ bắt đầu cho Bitcoin Smart ETF. Giai đoạn 1 là những nhà đầu tư thông thường, chủ yếu là họ tự tìm hiểu, tự đầu tư. Giai đoạn 2 đó là chúng ta thấy những công ty tư vấn đầu tư như là chúng ta nói tới là Morgan Stanley. Thì họ sẽ giới thiệu cho những cái khách hàng của họ và không phải ai cũng sẽ đầu tư một phần vào Bitcoin đâu các bạn nhưng mà cũng sẽ có một nguồn tiền và cho dù là cái nguồn tiền đó nó bắt đầu có thể rất nhỏ có thể là chỉ một phần của những cái khách hàng họ chấp nhận đầu tư 1, 2, 3% vào Bitcoin Smart ETF nhưng mà đó là cái số tiền một phần nhỏ của cái phần rất là lớn các bạn thêm vào đó đó cái phần trăm đó sẽ tăng trưởng theo thời gian tại vì sao tôi nói như vậy tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa thì bị có một cái cuộc khảo sát rất là thú vị đến từ ngân hàng Bank of America và cái bài khảo sát đó của Bank of America cũng có cái sự liên quan đến những gì được chia sẻ bởi Anthony Samuji thì Anthony Samuji chính là người đứng đầu của quỹ Skybridge Capital các bạn một cho những quỹ đầu tư mà họ rất là ủng hộ tiền crypto này. Thì Anthony Samuji nói là bất cứ một cái nhà chính trị gia nào mà bây giờ vẫn còn anti crypto đó thì coi như đây là một cái pha tự hủy. Và điều khác biệt giữa Anthony Samuji với những người khác cho dù là ông nước ủng hộ Bitcoin và crypto nhưng mà ông thì lại có cái xu hướng là ủng hộ tổng thống Joe Biden. Lý do của Anthony Samuji thì cũng đơn giản thôi, tại vì ông nghĩ là nếu chúng ta nghĩ đến ai sẽ ủng hộ crypto nhiều nhất ngay bây giờ đây thì có thể là Donald Trump nhưng mà Donald Trump là người mà cũng rất là khó đoán tại vì trước đây đó Anthony Samochi cũng đã từng bị sa thải bởi Donald Trump các bạn khi mà làm việc trong Nhà Trắng nhưng mà nếu như chúng ta có thể thuyết phục được chính quyền của Tổng thống Joe Biden xoay qua để mà ủng hộ crypto và bitcoin đó thì nó sẽ tốt hơn dài hạn tại vì họ ổn định hơn rất là nhiều đó ít ra là cái suy nghĩ đến từ Anthony Samuchi nói chung đó thì mọi thứ vẫn tiến tới các bạn chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái nhận định những cái tin tức tốt dài hạn chúng ta hãy tập trung và đừng có bị phân tâm các bạn như là cái video ngắn thôi cho chia sẻ với các bạn trên màn hình đúng là dễ thương thật các bạn nhưng mà đương nhiên cái thường nói đến đó chính là bitcoin rồi <laughs> Rồi, chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đây thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi. Đó chính là sàn giao dịch Accent và đây thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Mùa bóng đá đang đến gần và không có gì tuyệt vời hơn khi vừa được hòa mình vào không khí sôi so động của Euro 2024, vừa nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch của bạn chương trình học giao dịch nhận quà vô địch Euro 2024 cùng Exam từ Exam không chỉ mang đến cho bạn thêm nhiều kiến thức bổ ích về giao dịch mà còn đem đến những phần thưởng giá trị từ giải đấu bóng đá Euro 2024. Tham gia đó chỉ với 3 bước đơn giản là bạn có thể nhận được phần thưởng từ chương trình. Bước 1 là mở và xác thực các tài khoản. Nếu bạn chưa có tài khoản xem thì các bạn có thể mở và xác thực tài khoản để nhận ID. Con số may mắn giúp bạn tham gia bốc thăm trúng thưởng. Bước thứ hai đây là chia sẻ bài đăng về chương trình trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai. Bước thứ ba đó là tham gia phòng nâng cao tiếng Việt cùng Xem trong 30 phút mỗi ngày kèm bình luận ID và tên Facebook không cần phải dẫn link của bạn trong khung thời gian là từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối mỗi ngày trong tuần. Giải thưởng của chương trình thì chắc chắn sẽ không có làm cho những fan bóng đá thất vọng với giải nhất là hai cái áo thi đấu hoặc là một cái áo có chữ ký từ cái cầu thủ bóng đá Euro top 3 chung cuộc cộng với lại 300 đô la tiền mặt. Giải nhì đó là một cái áo thi đấu cộng với 200 đô la tiền mặt. Giải ba đó là một cái áo thi đấu cộng với 150 đô la tiền mặt. Giải tư là 100 đô la tiền mặt. Giải năm là 50 đô la tiền mặt. Ngoài ra thì XM còn tặng bạn 100 USDT cho 10 bạn may mắn nhất trên nền tảng của QuestN. Bạn chỉ việc hoàn thành các task social đơn giản là sẽ có cơ hội để mà nhận được giải thưởng. Tham gia học giao dịch nhận quà du lịch Euro 2024 để vừa nâng cao kiến thức giao dịch vừa có cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn từ giải đấu bóng đá Euro 2024. Liên bài đăng về chương trình và liên phòng nâng cao tiếng Việt. Thôi sẽ để ở phần mô tả của video này cho những người nào mà quan tâm muốn tìm hiểu thêm chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin để bật trong video ngày hôm nay thì các bạn thấy là ngoại trừ những cái thông tin đó ra thì ngày hôm nay đó là một ngày kỷ niệm các bạn ngày này 13 năm trước giá Bitcoin đã giảm đột ngột xuống chỉ còn có một cent mà thôi các bạn và giảm từ cái mức là 17 đô la trong khi mà vài ngày trước đó giá mức là 32 đô la các bạn các bạn nhìn thấy trên màn hình này chúng ta nhìn thấy trong vòng vài ngày thôi giá bitcoin đã đi từ 32 đô la xuống còn 17 đô la và 17 đô la trong vòng chỉ có một ngọn nến thôi để giảm xuống còn có một cent thôi các bạn một cent mà thôi <laughs> các bạn thấy được những ngày đầu tiên của bitcoin nó đã dao động mạnh như thế nào và các bạn thấy được là cái việc mà bitcoin giảm xuống còn một cent vào năm 2011 chủ yếu là do một cái hacker đã tìm được cái lỗ hỏng bảo mật tại sàn Malgox và hacker này đã, đã truy cập vào tài khoản quản trị của Jeff McCallop. Đây là cái người mà chủ sở hữu của sàn giao dịch Malgox thời điểm đó các bạn. Sau đó thì Jeff McCallop đã rời khỏi và bán sàn Malgox cho một người khác rồi Jeff McCallop à, đã cùng với lại những người mà các bạn cũng đã biết tên tuổi ngày hôm nay là Brad Garlinghouse để mà tạo ra Ripple. Rồi sau đó đó giữa Jeff McCallop và Brad Garlinghouse À, đã có một cái sự mâu thuẫn các bạn và Chain McTalp cũng đã rời khỏi Ripple và sau đó tạo ra một đồng đó chính là đồng Stellar. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy trở lại năm 2011 các bạn thì uh, lúc đó hacker này đã truy cập vào tài khoản quản trị của Chain McTalp và bán rất nhiều Bitcoin dẫn đến giá giảm rất là mạnh các bạn. Các bạn có thể là bây giờ nghĩ chúng ta có rất là nhiều sàn nhưng mà hồi năm 2011 đó chúng ta chỉ có một sàn chủ yếu mà thôi đó chính là sàn Mogods. Tôi nhớ lúc đó là khoảng chừng 90% các bạn 90% của tất cả giao dịch bitcoin là thông qua sàn mau một sàn duy nhất mà thôi ở nhật bản còn lại là giao dịch peer to peer các bạn mọi người đã thường nói những người đầu tư vào bitcoin từ những ngày đầu tiên là rất may mắn nhưng mà sự thật đó là những ngày đó không phải như bây giờ rồi các bạn khi đó đó chúng ta không có ví nóng dễ sử dụng không có ví lạnh và phần lớn đó thì mọi người giữ tất cả crypto trên sàn hoặc là thậm chí giữ khóa cá nhân của mình trong file word mà không có mã hóa luôn tôi nhớ lúc đó có một cái trò chơi gọi là Satoshi Dice là một cái trang web mà các bạn có thể cá cược sử dụng Bitcoin các bạn thì để cho mọi thứ diễn ra nhanh hơn đó, thì mọi người copy cái khóa cá nhân các bạn các bạn có thể nghĩ bây giờ khóa cá nhân nó quan trọng như thế nào các bạn phải bảo quản ra sao các bạn biết tay rồi các bạn lưu trữ một cách cực kỳ kín đáo nhưng mà các bạn có thể nghĩ thời điểm đó đó thay vì mỗi lần các bạn cá cược thì các bạn uh, cần phải lấy khóa cá nhân thì các bạn cần phải ký mỗi lần thì nó rất là phiền phức cho nên những người mà họ tham gia vào satoshi dai lúc đó đó thì uh, họ copy và paste cái khóa cá nhân trực tiếp lên trên trang web đó luôn các bạn <laughs> đó là những gì mà xảy ra khi xưa và thuần cũng đã từng chia sẻ câu chuyện về anh em cục chèo của thuần các bạn Wesley Dickerson thì uh, lúc đó nó cách đây rất lâu rồi các bạn cách đây hồi năm 2010 đó thì uh, Wesley Dickerson là người đầu tiên nói với thuần về Bitcoin nhưng mà lúc đó đó thì cũng không quan tâm đâu cũng như nhiều bạn lúc đó cái này nó cảm thấy là rất là xa vời thì sau đó quá bạn có thường lúc đó thì cũng đã đào Bitcoin sử dụng cái máy vi tính cho bạn mà laptop lúc đó cũng dễ lắm các bạn có thể đào Bitcoin sử dụng máy laptop được và cũng đào được khoảng chừng là 6 Bitcoin đương nhiên lúc đó giá 6 Bitcoin rất là thấp và sau đó đó thì cần phải bán cái máy vi tính đó rồi đổi lại thành một cái máy vi tính mới nhưng mà để lấy 6 bịch khôi đó ra khỏi máy vi tính thì rất là phiền phức các bạn phải à, đi tìm hiểu rồi phải sử dụng những cái ổ cứng cho nên tới cuối cùng đó thì nói ok cái này cũng không đáng giá bao nhiêu rồi sau đó reformat lại cái máy laptop đó rồi bán cho người khác các bạn cho nên không biết bao nhiêu bitcoin thực sự bị mất nhưng mà thường chắc chắn với các bạn đã có 6 bitcoin mất đi mãi mãi. Và chúng ta thấy được đó là liên quan đến việc lưu trữ Bitcoin lúc đó như thế nào mà thôi. Nhưng mà với cái sự dao động của giá như thế này đó, như đừng thường dư chia sẻ với các bạn, thì phần lớn có thể đã bán khi mà có lại chút đỉnh hoặc là nhiều người đã còn cắt lỗ nữa. Cũng như bây giờ các bạn, không phải ai cũng có thể ho đầu dài hạn bất cứ một cái thời điểm nào cũng sẽ có những cái khó khăn riêng của nó. Và vì lý do đó các bạn thấy được là những người mà đầu tư Bitcoin từ những ngày đầu tiên thường đó họ không phải là những người giàu nhất bây giờ phần lớn những tỷ phú ở trong thị trường crypto này đó các bạn thấy được là phần lớn đến từ những năm như là 2014, 15, 16, 17 tại vì lúc đó là cái lúc mà chúng ta thấy có cái số lượng người đến từ thị trường tài chính, họ hiểu hơn về giá trị, họ hiểu hơn về đầu tư dài hạn cho nên họ mới là những người mà họ đồ tới bây giờ các bạn trở thành những nhà tỷ phú trong thị trường crypto này chứ không phải là những người đầu tiên và các bạn thấy là trong bất cứ thời điểm nào thì cũng có những cái sự khó khăn giống như là chúng ta vừa nói đến năm 2011 chúng ta có thể nghĩ đến là năm 2013 14 lúc đó đã sàn Mao phá sản thì các bạn cứ nghĩ đi lúc đó cái thị trường nhỏ hơn cho nên đương nhiên cái số tiền ít hơn Nhưng mà các bạn cứ nghĩ đến cái phần trăm thị phần của sàn mau nó nhiều hơn thị phần của sàn Binance bây giờ rất là nhiều luôn Thì khi mà sàn mau phá sản đó, thì cũng đã khiến cho nhiều người cực kỳ nản lòng các bạn Mà nghĩ là Bitcoin sẽ mãi mãi không tăng trở lại nữa khi mà chúng ta thấy những cái sự kiện này xảy ra Nhưng mà tới năm 2017 đó thì một lần nữa các bạn thấy Bitcoin lại đạt cái đỉnh mới ở mức là 20.000 đô Rồi năm 2018-19 khi Bitcoin trở về cái mức là khoảng 3.000 đô thì chúng ta lại có rất nhiều cái sự lo lắng liên quan đến pháp lý bây giờ đó thì nếu như mà thuận nói với các bạn là khả năng sẽ có chính phủ này chính phủ kia cấm bịt khôi thì các bạn sẽ cười các bạn thôi làm gì có chuyện đó trên thế giới này đó cái số lượng quốc gia mà cấm bitcoin ra thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. còn lại là ủng hộ hết thì làm gì có chuyện đó. nhưng mà năm 2018 và năm 2019 đó thì đó thật sự là một cái sự lo lắng đó các bạn. tuần nào chúng ta cũng nghe là quốc gia này, quốc gia kia muốn coi định cấm bitcoin, cấm crypto, vân vân. và cho tới bây giờ đây thì các bạn thấy chúng ta đã trải qua năm 2022 khi mà chúng ta có hàng loạt những công ty phá sản không biết là giá sẽ xuống như thế nào rồi sau đó chúng ta thấy được là sec đã khởi kiện tùm lum khiến cho rất là nhiều người lo lắng cho nên bất cứ thời điểm nào đó các bạn có để ho đồ lưu trữ dài hạn không phải là một chuyện dễ dàng đâu và đương nhiên sau này khi mà giá bitcoin lên tới 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn thì người ta nhìn lại thời điểm này người ta sẽ nói là chúng ta quá may mắn giống như chúng số vậy các bạn <laughs> nhưng mà cái sự dày dò tâm lý thì đâu có mấy ai có thể biết được chỉ khi nào các bạn tham gia các bạn mới biết được mà thôi và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới cái bài khảo sát rất là thú vị đến từ ngân hàng Bank of America các bạn và cái bài khảo sát này đó là một bài khảo sát mà nó không phải là chỉ chỉ hỏi những người bình thường mà họ sẽ hỏi những người mà có tiền các bạn. Những người có tiền đây dựa theo bài khảo sát này là những người mà phải có ít nhất là hơn 3 triệu có thể là các bạn có 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu nhưng mà ít nhất là 3 triệu tài sản đầu tư không phải là tính căn nhà các bạn nghĩa là không tính căn nhà đang ở hiện bây giờ phải có ít nhất là 3 triệu để mà đầu tư trở lên thì mới được tính trong cái bài khảo sát này và phải có độ tuổi ít nhất là 21 tuổi trở lên thì các bạn thấy được là tổng cộng đã có 1007 người tham gia vào cuộc khảo sát này và cuộc khảo sát này đã không phải liên quan đến thuyết tổ các bạn họ chỉ muốn biết là những quyết định tài chính của những người này như thế nào mà thôi thì đây là cái bài khảo sát nó cũng khá là dài thôi cũng đã dành thời gian để mà đọc và cũng đã chia sẻ cái bài tóm tắt với các bạn cho những mạng xã hội nhưng mà trước hết thì các bạn hãy xem cái phần phân bổ của những người này như thế nào trong những thế hệ các bạn thì chúng ta nhìn thấy được đây là cái sự phân bổ của những người giàu trong cuộc khảo sát này tính theo độ tuổi thì trong số là hơn 1.000 người tham gia này thì chỉ có một phần trăm là thế hệ Gen Z nghĩa là độ tuổi từ 21 tới 26 phần trăm thì cũng dễ hiểu thôi các bạn tại vì độ tuổi này đó, mà có hơn 3 triệu đô la tài sản đầu tư thì không có mấy người đâu cho nên cái phần này sẽ ít hơn cái đó là cái thế hệ Millennials nghĩa là cái thế hệ độ tuổi của Thuần và nhiều bạn đó từ cái mức là 27 tới 43 tuổi thì khoảng chừng 12% là nằm trong cái số lượng 1.007 người này các bạn thấy là thế hệ X nghĩa là từ độ tuổi là 44 tới 56 tuổi đó thì chiếm 16% trong số người tham gia. Thế hệ Boomer nghĩa là độ tuổi lớn hơn các bạn 57 tới 76% là chiếm cái phần trăm nhiều nhất là 65%. Và đương nhiên các bạn à, trong cái thời điểm hiện tại đó thì cái thế hệ từ độ tuổi 57 tới 76% là nắm hầu hết tất cả tài sản trên thế giới và các bạn thấy là thế hệ silent nghĩa là hơn 77 tuổi thì chỉ chiếm có 7% mà thôi. Thì đây là cái sự phân phối ở trong cái cuộc khảo sát này các bạn. Và thêm vào đó đó thì câu hỏi là tiền của họ từ đâu mà có. Thì các bạn thấy được là tiền của họ đó thì hầu như chia là ba Có thể nói là cái số lượng người này cũng khá là đa dạng. Có một số người đó thì khoảng chừng 32%, khoảng 1 phần 3. Thì tiền của họ là đến từ thừa hưởng. Có nghĩa là gia đình của họ đã giàu rồi, rồi họ thừa hưởng cái số tiền từ gia đình. Rồi 43% cái phần trăm nhiều nhất đó là gia đình của họ không có phải là cực kỳ giàu có Nhưng mà gia đình của họ đó cũng là gia đình khá giả Và vì lý do đó đã cho họ nhiều cơ hội để họ trở thành giàu có bây giờ Và 25% còn lại đó là những người mà họ tự tạo ra tài sản của mình Trong cuộc đời này có nghĩa là họ không có dựa vào gia đình mà họ tự tạo ra cái tài sản của mình thì các bạn thấy được là cái phân bổ về tài sản đó thì cái số lượng người được khảo sát thì 67 phần trăm con số lớn nhất đó là có từ 3 tới 5 triệu đô la đầu tư. Con số kế tiếp đó là 18% là những người mà có từ 5 tới 10 triệu và đương nhiên hơn 10 triệu đô la đó là có 15% trong cái số lượng người này. Nói chung cũng rất là đa dạng các bạn, từ cực kỳ giàu cho đến chỉ mới bắt đầu giàu mà thôi và độ tuổi cũng phân phối, cũng có nhiều thế hệ và chúng ta cũng thấy được là đến từ nhiều cái background khác nhau, nhiều cái bối cảnh gia đình khác nhau. Thì kết quả ra sao các bạn? Kết quả đó thì uh, câu hỏi là lĩnh vực nào sẽ mang tới lợi nhuận nhiều nhất trong tương lai khi mà các bạn nhìn cái bài khảo sát này đó thì các bạn thấy được họ cũng đã đưa ra rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì nó chia ra làm hai phần một phần là độ tuổi từ 21 tới 43 và còn lại là hơn 44 tuổi trở lên thì chúng ta thấy được là top 5 lựa chọn của những người từ độ tuổi 21 tới 43 là 31 phần nghĩ là bất động sản là mảng đầu tư mà có tiềm năng nhất trong tương lai. Cái đó đó đứng thứ nhì các bạn, đứng thứ nhì luôn, 28% của cái số lượng người được hỏi trong đời tuổi này đã nghĩ crypto, tài sản kỹ thuật số là mảng đầu tư mang đến lợi nhuận nhiều nhất trong tương lai các bạn Khi đứng xa bất động sản mà thôi. 26% nghĩ là cổ phần công ty tư nhân như là họ đầu tư vào những công ty khởi nghiệp sẽ có lợi nhuận cao nhất. 24% Nghĩ là họ tự mở công ty, thương hiệu cá nhân sẽ cho họ lợi nhuận nhiều nhất và 22% nghĩa là đầu tư trực tiếp vào những công ty có nghĩa là không có phải là mua cổ phiếu mà họ đi tìm đến những công ty hiện bây giờ và mua cổ phần trực tiếp những công ty thì đây là kết quả thấp năm sự lựa chọn đương nhiên các bạn cộng lại là sẽ không có phải là 100% tại vì cái câu hỏi này đó là giống như bây giờ hỏi là bao nhiêu người nghĩ bất động sản là cái cơ hội tốt nhất trong tương lai thì các bạn thấy là trong cái lứa tuổi này thì có 31% nghĩ là yes tôi đồng ý và sau đó họ hỏi là bao nhiêu người nghĩ là crypto là tương lai thì các bạn thấy được là 28% nói là yes, tôi đồng ý. Đó là cái cách mà họ vận hành cái cuộc bỏ phiếu này các bạn. Nhưng mà ngược lại đó, với cái lứa tuổi là 44 tuổi trở lên thì lại khác rất nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy được là sự lựa chọn đầu tiên của họ là cổ phiếu trong nước, nghĩa là cái lứa tuổi từ 44 tuổi trở lên vẫn nghĩ đầu tư cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ là cái cơ hội tốt nhất của họ trong tương lai. Kế đó, đó thì cái này nó giống như là độ tuổi nhỏ hơn các bạn là 32% cái phần này cũng sắp xỉ với nhau các bạn nhìn thấy là bất động sản vẫn là cái sự lựa chọn thứ hai của họ rất là cao luôn 25% nghĩ là cổ phần công ty tư nhân nhưng mà ở các thị trường mới nổi giống như là Brazil giống như là những cái thị trường mà nó vẫn chưa có thật sự hình thành thì họ nghĩ là cổ phần công ty tư nhân trong những thị trường đó sẽ tốt hơn kế đó chúng ta thấy được là họ nói là cổ phiếu quốc tế 18% sẽ có cơ hội tốt nhất và 15% nghĩ là cổ phần công ty tư nhân sẽ có cơ hội tốt nhất các bạn có thể nhìn thấy được là trong cái độ tuổi từ 44 trở lên họ không có nói nhiều về crypto nhưng mà trong cái bài khảo sát đấy, các bạn thấy rất rõ ràng là crypto thì vẫn có người nghĩ là như vậy trong cái lứa tuổi này các bạn nhưng mà chỉ có 4% mà thôi. Thì cái phần trăm này đó, nó sắp xỉ và lại cái phần cuối cùng là private debt có nghĩa là trái phiếu của những công ty các bạn. Thì các bạn có thể thấy được là một trong những cái ngày càng rõ ràng hơn đó chính là tuổi tác tiếp tục là cái yếu tố lớn tạo ra sự khác biệt về lựa chọn đầu tư nhất là lĩnh vực đầu tư liên quan đến công nghệ thì giữ luật nền tảng crypto phía 21 đó chúng ta cũng đã nói tới khá là nhiều rồi đã được bỏ phiếu và thông qua hạ viện cách đây khoảng chừng bài tuần nên thì các bạn thấy là cái số dân biểu ủng hộ có độ tuổi trung bình là 51 tuổi các bạn dựa theo những cái thống kê hiện bây giờ các bạn thấy được là những người ủng hộ thì có độ tuổi trung bình nghĩa là có người nhỏ hơn có người có tuổi lớn hơn nhưng mà trung bình là 51 tuổi và cái số phản đối có độ tuổi là 63 tuổi ngay cả trong quốc hội hoa kỳ các bạn thấy được là những cái dự luật liên quan đến crypto đó thì cái số lượng người ủng hộ rõ ràng là những người mà trẻ tuổi hơn các bạn và những người mà trẻ tuổi bây giờ đó sẽ trở thành những người lớn tuổi hơn cũng như là những người mà lớn tuổi bây giờ đã từng là thế hệ trẻ các bạn và quan điểm đầu tư của họ cũng khác với là ba mẹ họ thế giới sẽ luôn là thế giới của giới trẻ và theo thời gian ra crypto sẽ ngày càng được chấp nhận hơn trong đầu tư tại vì các bạn thấy được là tới cuối cùng là thế hệ lớn tuổi hơn cũng sẽ ra đi và để lại quyền lực và tài sản cho thế hệ trẻ hơn và thế hệ trẻ lại thích đầu tư vào crypto các bạn các bạn thấy được là về phân bổ tài sản thì sao? Các bạn thấy ở độ tuổi từ 21 tới 43 tuổi đó nghĩ là phân bổ từ 12 tới 17% vào tài sản crypto là hợp lý. Thì cái này nó tùy theo là người đó nó có muốn chấp nhận nguy hiểm rủi ro cao hay là không. Cái này là cái tính trung bình mà thôi các bạn. Và các bạn thấy độ tuổi từ 44 trở lên thì nghĩ là phân bổ từ 1 tới 2%. Tài sản của crypto là đủ rồi Cái này là cái trung bình mà thôi các bạn Đương nhiên sẽ có người nghĩ là không nên phân bổ phần nào hết Có người nghĩ là nên phân bổ 4-5% Nhưng mà trung bình là từ 1-2% trăm. Ngoại trừ là về đầu tư ra, khi mà các bạn thấy là cái thế hệ trẻ bây giờ họ đã quen với đầu tư crypto rồi thì sau khi mà họ lớn lên thì họ cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào crypto các bạn khi mà họ lớn tuổi hơn cũng giống như là cái thế hệ lớn tuổi bây giờ thì các bạn thấy là trước đó họ cũng bắt đầu đầu tư vào những cái công ty công nghệ như là Facebook hay là Apple thì bây giờ họ vẫn tiếp tục đầu tư trong khi là thế hệ lớn hơn nữa các bạn giống như là ba mẹ của họ thì lại không có thoải mái khi mà đầu tư vào những công ty công nghệ nhưng mà họ lại thoải mái đầu tư cũng giống như bây giờ họ không thoải mái đầu tư vào crypto nhưng mà thế hệ trẻ hơn lại cảm thấy thoải mái đầu tư crypto đó là cái sự khác biệt giữa những cái lứa tuổi đương nhiên chúng ta đang nói tới là cái này là chúng ta tính trung bình mà thôi các bạn chứ không phải là tất cả mọi người có rất nhiều bạn tham gia vào thị trường này mà theo cái thùng capital thì cũng lớn tuổi hơn rất là nhiều cái đó cũng hoàn toàn có các bạn hoặc là trẻ tuổi hơn rất là nhiều cái gì cũng có hết cái thùng muốn nói với các bạn đó. đây chỉ là chúng ta nói chung chung mà thôi nhưng mà Ngoại trừ về tiền đầu tư đó chúng ta cũng nghĩ đến quyền lực các bạn Những người lớn tuổi thì từ từ họ sẽ rời khỏi quốc hội Và những người trẻ tuổi đó thì họ sẽ trở nên lớn tuổi hơn Và họ sẽ từ từ nắm quyền cho quốc hội Và các bạn cũng đã vừa nghe thuần chia sẻ Liên quan đến cái sự khác biệt giữa những người trẻ tuổi và lớn tuổi Họ bỏ phiếu như thế nào Liên quan đến những cái dự luật crypto Thì theo thời gian quốc hội sẽ ngày càng ủng hộ crypto hơn các bạn Đây là cái định luật theo tôi nghĩ đã có rồi chúng ta thấy là cái sự khác biệt bây giờ là giữa những thế hệ khác nhau và cũng như là chúng ta đã nghe Anthony Samuchi nói ở đầu video đó liên quan đến là những chính trị gia nào mà hiện bây giờ vẫn có quan điểm anti crypto đó thì cũng giống như là một cái pha tự hủy tại vì chúng ta thấy là giới trẻ bây giờ họ đầu tư crypto rất là nhiều nếu như mà các bạn muốn có được cái số phiếu đó mà các bạn anti crypto đó thì là một cái sự lựa chọn không có được thông minh đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái phần này Chúng ta còn một vài thông tin khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết á thì các bạn cũng đã thấy chúng ta nói rất nhiều về wall, về BlackRock thì có thể là nhiều bạn nói là chúng ta đã có thị trường này 15 năm rồi và chúng ta thấy là Bitcoin đã 15 năm qua thì vẫn tiến triển, Bitcoin không cần Bitcoin Spot ETF, không cần full War không cần BlackRock thì cái đó là sự thật các bạn, Bitcoin vẫn sẽ tiến triển cho dù chúng ta có hay không có Bitcoin Spot ETF trong năm nay. Chúng ta không cần BlackRock, chúng ta không cần Levine nhưng mà các bạn có biết ai cần hay là không những thế hệ lớn tuổi hơn các bạn, họ đã quen với thị trường chứng khoán rồi, họ có lòng tin đó với những công ty như là BlackRock, cho nên những công ty này sẽ giúp chúng ta tăng tốc về cái sự chấp nhận crypto nhanh hơn, đó là công dụng của full War đó các bạn. Và chúng ta cũng có một cái thông tin khác cũng rất là thú vị ngày hôm nay liên quan đến một cái quỹ token hóa trái phiếu đó chính là Open Eden các bạn. Thì đây là một cái quỹ mà theo thường biết là họ sử dụng mạng lưới tầng 2 của Ethereum đó chính là Arbitrum. Thì chúng ta thấy được là hôm nay thì công ty Moody đây công ty này là một cái công ty mà họ chuyên xếp hạng những cái nợ quốc gia những cái nợ công ty thì ngày hôm nay họ cũng đã xếp hạng cây quỹ Open Eden này rồi các bạn đây là một cái quỹ token hóa chứng khoán và họ đã đưa ra một cái bảng xếp hạng đó là A-BF thì nói chung đây là một cái xếp hạng cũng coi như tốt các bạn, tốt hơn là AA-BF và tốt nhất là 3A và Dash -BF. Thì nói chung đây cũng là một cái sự xếp hạng rất là tốt rồi, nhưng mà các bạn nên hiểu cái xếp hạng này là không phải xếp hạng Open Eden mà họ xếp hạng cái tài sản mà Open Eden thô kinh hóa có nghĩa là cho dù có thô kinh hóa hay là không đó, thì vẫn sẽ có được cái bản xếp hạng này nhưng mà cái mà thằng cảm thấy thú vị nhất đó là các bạn thấy là bây giờ thì những công ty mà họ xếp hạng truyền thống như là moody họ cũng đã bắt đầu xếp hạng một cái loại mô hình khác đó chính là thô kinh hóa tài sản cái này nó mới quan trọng hơn chứ không phải là open eden cái quỹ thô kinh hóa trái phiếu họ được xếp hạng gì tại vì cái xếp hạng là liên quan đến tài sản họ lưu trữ chứ không phải là liên quan đến công ty Open Eden hy vọng các bạn hiểu cái sự khác biệt này đây cũng là một, một tin tức rất là tốt các bạn và chúng ta nói tới tin tức khác đi cũng rất là thú vị các bạn có biết là SEC đó thì đã tiết lộ Vừa theo tài liệu mà họ có thì thủ tướng của quốc gia Montenegro, đó chính là thủ tướng Milosko Spacic các bạn và các bạn có biết là thủ tướng của Montenegro là nhà đầu tư sớm vào token Luna các bạn và ông đã bỏ ra 75.000 đô để mua 750.000 Luna vào tháng 4 của năm 2018 ngay trước khi mà Terraform Labs đăng ký tại Singapore nghĩa là các bạn thấy là người thủ tướng này đó, của Montenegro đã mua rất là sớm luôn và các bạn thấy được là theo những cái ước tính đó, thì ông đã đã mua những cái token trước khi mà chúng ta thấy là Terraform Labs thành lập nữa có nghĩa là ông chỉ mua với mức giá là khoảng 10 cent một token mà thôi và các bạn đã thấy là cái token Luna này đã tăng trưởng rất là cao trước khi sụp đổ vào năm 2022 đã lên tới cái mức là 119 đô các bạn 119 đô từ cái mức là 10 cent thì các bạn có thể nghĩ là thủ tướng này đã có lời bao nhiêu rồi và các bạn thấy là thủ tướng này thì luôn phủ nhận việc đầu tư cá nhân vào Luna. Thay vào đó đó thì Das Capital SG, một công ty ở Singapore mà ông làm việc từ năm 2017 đến năm 2020 đã đầu tư vào Terraform Labs. Tài liệu của SEC đó thì lại xác nhận ông là người đầu tư trực tiếp. Có nghĩa là thủ tướng này thì nói là không, tôi không có tự đầu tư, tôi thông qua một công ty ở Singapore là Das Capital. Thì công ty này đặt công ty mà tôi quỹ quyền để mà đầu tư thì họ đầu tư về cái gì tôi cũng không có rõ nhưng mà tài liệu SEC lại nói là ông là người mà trực tiếp đầu tư thì cái này nó lại thú vị là vì do gì các bạn các bạn nên biết là Do Khoan hiện bây giờ đang ở đâu? Đang ở Montenegro các bạn. Thì Do Khoan cũng đã trốn ở Montenegro cũng đã gần 2 năm rồi các bạn. Chúng ta mới đầu cũng không có rõ tại sao mà Do Khoan lại đến Montenegro. Bây giờ có thể đã hiểu rõ hơn rồi. Có thể là hai người này cũng có cái mối quan hệ không đơn giản đâu. Và cũng có thể đó là lý do tại sao mà cho đến bây giờ Do Khoan vẫn chưa có bị dẫn độ. Các bạn thấy là mỗi lần mà chúng ta nghe tin là Do Khoan sắp sửa bị dẫn độ về Hàn Quốc hay là về Hoa Kỳ đó thì lại bị tòa án bác bỏ vì lý do này lý do kia các bạn chủ yếu là vì hành chính họ nói là giấy tờ không có theo quy định vân vân rồi docon là tiếp tục được ở lại Montenegro. cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là binance us các bạn thì uh, binance us uh, có thể là sẽ không có qua được lần này đâu tại vì họ lại đang gặp nhiều khó khăn tại hoa kỳ vì nhiều tiểu bang bây giờ đã thu hồi hoặc là từ chối gia hạn giấy phép chuyển tiền do các vấn đề tuân thủ và rắc rối pháp lý liên quan đến cg các bạn và các tiểu bang như là north Dakota, Florida, Alaska, Maine, North Carolina và Oregon đã có cái hành động này các bạn. Họ không có cho gia hạn hay là họ thu hồi là giấy phép. Và giấy phép chuyển tiền rất quan trọng để Binance US có thể hợp pháp nhận và gửi tiền hoặc crypto cho người khác trong hoặc là ngoài nước Hoa Kỳ. Không có giấy phép này để họ không thể hoạt động hợp pháp tại các tiểu bang Chúng ta vừa nói đến. Thì các bạn có thể thấy được đây tiếp tục là một cái vấn đề rất là khó cho Binance US. Họ đã không có đối tác ngân hàng cũng đã hơn một năm rồi các bạn. Và trên căn bản bây giờ thường cũng không có nghe ai sử dụng Binance US hết. À, và bây giờ nếu như họ không có thể hoạt động chuyển tiền crypto trực tiếp giữa ví này và qua cái ví kia tại vì họ đã mất cái bàn hoạt động rồi thì thường không biết là Binance US còn ở Hoa Kỳ để làm gì nữa các bạn. Thì cũng đấy rất đáng tiếc tại vì Binance US là một cái sàn mà có phí rất là thấp các bạn thì người Hoa Kỳ cũng đã sử dụng một thời gian tuy là họ cũng chưa bao giờ được tất cả bằng hoạt động các bạn à, theo thông biết là ở tiểu bang Texas thì binance US chưa bao giờ được hoạt động ở Texas à, nhưng mà các bạn thấy được là đây cũng là một cái sàn mà nhiều người sử dụng ở Cali để có được cái phí tốt hơn tại vì những cái phí của những cái sàn như là Coinbase hay là ở sàn Crypto.com thì các bạn thấy được là cái phí rất là cao hay là cái độ trên lệch giữa mua và bán rất là cao các bạn cái spread đó rất là lớn thì cũng đáng tiếc nhưng mà các bạn thấy sàn này đó thì trên căn bản cũng đã không còn nhiều người sử dụng ở Hoa Kỳ nữa rồi và chúng ta cũng có cái thông tin khác cũng thú vị không kém cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới một cái token. Token này là token DJT các bạn và token này là một cái token mà có nhiều tin đồn người đứng sau lưng chính là Donald Trump thì có thật hay là không? Tại vì các bạn thấy được là chúng ta có một cái cổ phiếu à, cũng có cái mã tương tự đó chính là cổ phiếu của Trump Media và Technology các bạn cổ phiếu này đó cũng có cái mã là DJT thì hai cái này nó giống nhau thì nhiều người lại liên tưởng có phải đây là cái token được phát hành bởi chính Donald Trump hay là không thì sau đó chúng ta thấy được là Icon Intel đó thì cũng đã treo một cái bảng là 150.000 đô cho người đầu tiên có thể xác nhận được danh tính cái đội đứng sau lưng cái token DJT này có phải là Donald Trump hay là không thì các bạn thấy được là cái kết quả là đến từ ZAT XBT Đây là một người mà điều tra tài liệu on-chain cũng lâu năm rồi các bạn Thì nói chung đó, ZAT XBT cũng đã chia sẻ nhiều thông tin chi tiết Là cũng đã tìm được người đứng sau lưng rồi Thì người đứng sau lưng đó, cuối cùng không phải là Donald Trump các bạn Nói chung đó, thì cái đồng này không liên quan gì đến Donald Trump hết Mà chúng ta có người đứng sau lưng đó chính là Martin Scully các bạn Và người này đó thì cũng đã từng vào tù rồi Và các bạn thấy trên màn hình đó, là bị án tù 7 năm Tôi không nhớ là người này ở tù đúng 7 năm hay là mấy năm thì được ra nhưng mà cũng đã được thả rồi các bạn liên quan đến một cái vụ lừa đảo khác mà chúng ta sẽ không có nói đến trong video này nhưng mà sau khi mà zxbt đã bắt đầu điều tra đó thì martin sirelli à, hầu như đã lo lắng và đã liên hệ trực tiếp với lại zxbt và cũng đã chia sẻ nhiều cái chứng từ nói là mình chính là người mà đứng sau lưng cái đồng djt này chứ không phải là donald trump và còn ai đứng sau lưng nữa đó thì dựa theo thông tin đến từ ZXPT, Có một người nữa có tên là CWR Thì người này đó là một trong những người cũng đã hỗ trợ Martin Scrawley Để có thể gây dựng được cái đồng này Thì hai người này cũng không có liên quan gì đến Donald Trump các bạn Cho nên đến cuối cùng đó thì kết luận đồng này không liên quan đến Donald Trump Chỉ là một đồng được tạo ra và họ lợi dụng cái mã chứng khoán DGT Để mà làm cho mọi người hiểu nhầm mà thôi Và chúng ta còn một thông tin cuối cùng nữa Thì thông tin này liên quan đến sàn Kraken các bạn đây là một sàn ở Hoa Kỳ mà thường nghĩ là cũng rất ít bạn sử dụng bản thân thường cũng không có sử dụng Kraken nhưng mà cũng là một sàn mà cũng đã có từ lâu rồi thì theo thuận hiểu đó là sàn này họ đã có một cái lỗ hỏng thì lỗ hỏng này đã được tìm bởi một cái hacker thì hacker này cũng đã liên hệ với sàn Kraken nói là hey tôi tìm được cái lỗ hỏng và lỗ hỏng này đó nếu như mà không lắp lại thì có thể là dẫn đến sàn bị mất tiền thì bây giờ trả tiền cho tôi tại vì tôi đã tốn công để mà tìm cái lỗ hỏng như là white hacker đó các bạn nghĩa là những hacker mà đội mũ trắng nhưng mà đáng tiếc đó thì theo thông tin là ngoại trừ người hacker đó ra thì còn có thêm hai hacker nữa hỗ trợ trong cái việc này và hai cái hacker kia đó đã hack vào sàn Kraken và đã lấy đi 3 triệu đô la. 3 triệu này đó là lấy từ ngân khố của Kraken không phải là đến từ những cái tiền của khách hàng cho nên không liên quan đến tiền khách hàng nhưng mà ba người này đã, đã, lấy đi 3 triệu rồi sau đó nói là nếu như muốn lấy lại ba triệu này thì phải trả cái tiền công cho cái đội mà đã tìm được cái lỗi này thì dựa theo Kraken họ nói đây không phải là một cái hành động gọi là White Hacker nữa các bạn, đây là một cái hành động tống tiền tại vì White Hacker thì họ tìm được lỗ hỏng, họ liên hệ sàn rồi sàn sẽ thưởng cho họ chứ còn cái này là họ tự lấy tiền sau đó họ đòi tiền chuột các bạn <laughs> cho nên nó khác rất là nhiều và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit. OKX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng bạn nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.